Giáo án tu tập băng số 16 mặt B. Chuẩn bị cho mình bước qua một cái giai đoạn tu tập của lộ trình thứ hai. Hai cái định chánh niệm tỉnh giác định. À, kế đó là cái định vô lậu. Hai cái này là cái người cư sĩ ở trong cái giai đoạn đầu tiên phải tu tập. Khuya thức dậy cũng ngồi kiết già đặt niệm trước mặt, quán xét lại như buổi tối. À, sáng chiều cũng thế, cứ mỗi lần quán xét là nó lại rõ thêm nhân quả. À, nghĩa là mỗi lần mà mình ngồi mình tu thì càng ngày mình thấy cái đường đi của nhân quả rất rõ ràng. Tại sao mà thầy biết như vậy? Tại vì trước kia thầy cũng có tu cái này rất nhiều, cho nên tại sao mà thầy biết được đường đi lối về của nhân quả? Là tại vì mình có đặt được cái nhân quả đó mà mình quán xét được cuộc đời mình, rồi quán xét của mọi người, cho nên càng ngày nó làm cho mình thấu rõ được cái đường đi của nhân quả. Vì vậy mà bây giờ mà viết ra một cái giáo án của nhân quả, tức là đạo đức nhân quả, thầy viết ra rất dễ dàng. Bởi vì thầy đã thấu suốt được cái đường đi của nó rồi. Mỗi một cái hành động mà chúng ta làm thì nó sẽ có cái quả nào, thầy đã biết rồi. Còn như quý thầy không chịu quán xét, cho nên quý thầy hành động của mình làm đây chứ mình chưa biết cái quả nó ra sao hết. Còn cái người mà đã thông suốt cái nhân quả đó thì người ta ngồi lại, người ta biết cái hành động đó, làm cái điều đó là có sẽ có cái quả gì nó đến đó. Nó không có sai chỗ nào hết, nó không có trật, bởi vì nhân quả mà. Cho nên từng xét như vậy thì cái tri kiến giải thoát của chúng ta nó thấu suốt được cái lý của nhân quả, cho nên nó thông suốt được cái đường đi của nhân quả, nó không có sai. Còn nếu không chịu tu cái định vô lậu mà dùng cái pháp quán thì chúng ta khó mà thấy được đường đi nước bước của nhân quả. Đến đây thầy cho thêm vài đề một thiền vô lậu, nghĩa là thầy cho thêm một cái vài đề một, tức là một cái niệm để mà tu cái định vô lậu. Đặt niệm của cải tài sản, nghĩa là mình đem của cải tài sản của mình đặt trước đó để mình quán xét cái của cải tài sản của mình nó vô lậu như thế nào. Quán xét xem cho thấu lý của về của cải tài sản, làm cho ta bất an, phải lo lắng bảo vệ và còn phải liên tục chạy theo để mà tạo nó ra nữa. Đó thì ở đây thầy cho cái đại khái chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta đặt cái niệm của cải tài sản trước mặt, rồi chúng ta quán xét cái của cải tài sản khi mà chúng ta làm ra có nó, rồi cho đến khi mà nó có rồi chúng ta phải bảo vệ giữ gìn nó như thế nào, mọi mặt đủ cách làm cho chúng ta đau khổ ở trong cái cuộc đời chúng ta như thế nào đối với của cải tài sản. Quán xét đến khi chết có mang theo được không, nghĩa là khi mình chết rồi mình có mang được cái vật gì không, tức là mình quán xét bây giờ khoảng chừng mình chết rồi, bây giờ cái gì quý nhất, vàng bạc hay cái gì quý nhất mà mình muốn mang theo được, có thể mang theo được mình không đó. Mình quán xét cái vật chất, cái tiền của châu báu mà mình đã làm ra được, vậy thì khi mình mất đi rồi thì mình có mang cái vật gì theo được không, để cho mình thấy nó không phải là những cái người mà thân thương với mình luôn luôn nó sẽ ở bên mình được. Cho nên mình phải thấy được cái điều này là do mình phải đặt cái niệm đó rồi mình quán xét, mình mới xả ly nó ra được, mình mới mới có vô lậu được với cái những cái đối tượng này. Đặt niệm thân bất tịnh để quán xét, vì mình thường chấp cái thân của mình cho nên mình phải đặt cái niệm bất tịnh để cho thấy nó thật sự là bất tịnh, vì vậy mà mình ngao ngán, mình không có còn dính vào cái thân này, chấp cái thân này nữa. Đặt niệm thân vô ngã, nghĩa là mình đặt cái niệm thân của mình trước mặt của mình vô ngã để mình quán xét coi cái ngã của mình ở đâu để mình tìm. Khi mình thấu được cái lý vô ngã của nó, thống suốt được cái lý vô ngã, cho nên mình thấy trong thân của mình không có cái gì gọi là có ngã trong đó. Đặt niệm thân vô thường quán xét, tức là mình đặt cái niệm thân vô thường của mình rồi mình quán xét. Đặt niệm thân khổ quán xét, mình đặt cái thân khổ của mình quán xét. Đặt niệm thực phẩm quán xét bất tịnh, những cái thực phẩm ăn hàng ngày của mình mình cũng đặt cái niệm đó trước mặt, cái chánh niệm đó trước mặt rồi mình quán xét nó, mình dùng pháp quán mà quán xét để thấy cái thực phẩm mình ăn có bất tịnh đúng hay là sai, từ đó mình thấu suốt được cho nên mình không có ham ăn ham uống nữa. Đặt niệm vợ con quán xét phải có phải là nhân quả dai nợ không đó, mình đặt cái niệm vợ con, vì vợ con là những người gần gũi với mình nhất và dễ làm cho mình dính chặt ở trong cuộc đời của mình, cho nên mình đặt cái niệm đó mình quán xét có phải là cái nhân quả dai nợ hay hoặc là đó là một cái tình cảm thiêng liêng nào để mà có thành vợ thành chồng với nhau, đó là mình phải đặt cái niệm mình quán xét, vì vậy mình phá được cái lậu hoặc đó. Đặt niệm danh quán xét, cái danh ai lại cũng ham danh này kia, do đó mình phải đặt cái niệm danh, cái danh đó nó có thật hay là nó giả, do đó mình phải đặt cái niệm danh để mình quán xét nó. Đặt niệm sắc dục mình quán xét, ví dụ như sắc dục nó gợi cho mình ham thích tình dục
Do đó mình đặt cái niệm đó để mình xem coi cái niệm đó nó có thật cái thật sự là hạnh phúc không, hay hoặc là đó là một cái giả để mà tạo cho chúng ta những cái nhân tái sanh luân hồi, những cái hành động bất tịnh, cái hành động không có sạch sẽ, đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái niệm quan sát. Và quan sát thì chúng ta sẽ thấu triệt được cái tất cả những cái này, do đó mà chúng ta phá vỡ những cái lậu hoặc ở trong tâm của mình. Đặt niệm ngủ, mình ngủ mình cũng đặt cái niệm ngủ, mình quan sát cái ngủ từ đâu đến, cái ngủ nó đưa đến những cái gì, tai hại sao, tức là mình thấu suốt được cái ngủ thì mình không còn ham ngủ nữa. Đặt niệm ăn, mình cũng đặt cái niệm về ăn, thì tức là mình quan sát về cái ăn của mình, coi nó ngon chỗ nào, rồi nó hết ngon chỗ nào, rồi nó bất tỉnh chỗ nào, nó dở chỗ nào, nó như thế nào, do đó mình thấu suốt được cái ăn của mình. Đặt niệm mà thân của người phụ nữ để mình quán xét, vì hầu hết là mình thấy thân của người phụ nữ là đẹp, là tốt, là cám dỗ, là mềm mại, là thích thú, cho nên mình đặt cái niệm đó mình xem thử coi nó như thế nào. Do mình thấu suốt được, mình thấy cái thân người phụ nữ, mình thấy sợ và mình ghê gớm, và mình xem như là một cái thân của một con rắn độc, mình quá sợ hãi. Đây là một số chánh niệm để chúng ta đặt để tu cái định vô lậu. Thì hôm nay quý thầy thấy rằng trên bước đường mà tu tập á, thì chúng ta phải biết cách để mà đặt cái niệm cho đúng cách, để mà quán cái vô lậu, để diệt trừ cái tâm lậu hoặc của chúng ta. Đến đây quý vị chỉ có siêng năng thì quý vị đã vượt qua lộ trình thứ nhất, mà quý vị phải tu tập hết sức thì mới thoát ra khỏi lộ trình này. Vì lộ trình này biết bao nhiêu dây mơ rễ má chằng chịt buộc chặt quý vị, khó mà quý vị thoát ra được. Nếu không có lộ trình giáo án này thì quý vị khó mà thoát khỏi nhà lửa đang hừng hực cháy. Nghĩa là quý vị mà không thấy được cái giáo án này thì quý vị chấp tưởng rằng mình đang sống ở trong cái lộ trình thứ nhất này là hạnh phúc, là chân thật. Nhiều khi chúng ta đi tu rồi, chúng ta xuất gia rồi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn ở trong cái lộ trình thứ nhất này. Nào là của cải tài sản, nào là chùa to tháp lớn, nào là những cái vật chất xung quanh dây quanh của chúng ta, rồi trong đó anh em dòng họ Phật tử đủ loại đủ cách ở trong đó nó dây quanh, còn hơn là cái người ở ngoài đời đang sống có một vợ hai ba con nữa, mình còn đông hơn nữa. Phật tử thì thôi không biết là bao nhiêu, đệ tử thì cũng không biết bao nhiêu, nó trói chặt mình còn hơn cái gì nữa. Do cái chỗ mà tu hành mà chúng ta không thấy được cái lộ trình thứ nhất này, chúng càng ngày nó càng bị siết chặt hơn. Người ta có một hai con à, còn mình là ông thầy á, mình có cả trăm cả ngàn đứa con chết được rồi. Bây giờ đứa này nó nói vậy, đứa kia nói khác, nó hỏi pháp này hỏi pháp kia, dạy hoài tu không giải thoát, mà nó cứ đem cái thứ này đem cái thứ kia, hầu hết là nó trói chặt mình thêm. Chẳng hạn nào bây giờ có một số đệ tử cư sĩ, thì một ông thầy mà đệ tử cư sĩ họ đem tiền cúng, ông thầy này có tiền nhiều thì ông xài cái này cái kia nọ, ông tạo ra đủ thứ tội lỗi, rồi bắt đầu nó đem máy đem móc này kia cúng dường, nó thương thầy nó cúng dường thì cũng như đứa con mà. Do đó nó đem ra của cải tài sản giết ông thầy quá nhiều. Rồi nó thấy cái nhà của ông thầy, cái thất ông thầy xấu, nó bỏ tiền ra cất ông thất ông thầy cho tốt. Rồi bắt đầu nó thấy ông thầy sao mà mệt nhọc quá, không có khỏe, cho nên nó đặt máy điều hòa không khí, rồi quạt máy, rồi tủ lạnh gì đủ thứ cho ông thầy hết. Cuối cùng á thì nó đem bao nhiêu cái sự trói buộc ông thầy chặt càng chặt thêm. Còn ở ngoài đời người ta có một vợ hai ba con, nó không có tiền nhiều như vậy đâu, bị gì nó ít, cho nên cái ông cha nó bị trói buộc ít, còn cái ông thầy coi vậy chứ bị trói buộc nhiều. Do vì vậy mà chúng ta càng ngày càng bị trói buộc, mà giải thoát thì không có. Từ đó chúng ta càng ngày càng xa lầy xuống cái cuộc đời mà không thấy được giải thoát. Cho nên ở đây cái lộ trình thứ nhất chúng ta phải thấy cho rõ ràng, để mà chúng ta dứt khoát, để chúng ta bước qua cái lộ trình thứ hai, là không có còn một cái gì mà trói buộc chúng ta được hết. Cắn bạch như vỏ ốc, ba y một bát, cho nên nó đâu còn gì mà trói buộc mình. Đó là giải thoát hoàn toàn. Không có chùa, cũng không có đệ tử, người ta đến hỏi đạo thì dạy người ta tu thôi, chứ đừng có bài mà cúng cái này cúng cái kia đủ thứ, y áo cả đống mà còn cúng nữa, thì cái đó là cái sạch. Thầy thấy các Phật tử họ thương thầy lắm, họ mua cái này cái kia, từ cái chai kem, từ cái bàn chải họ mua cũng đồ tốt nữa, từ cái khăn tốt họ cũng cho ông thầy nữa, họ sắm cho ông thầy đủ thứ, họ coi từ cái đôi dép nữa họ sắm đủ thứ, cho đến khi mà cái mền cái mồn mà của ông thầy họ cũng xoáy sắm đồ cho tốt nữa, chứ không có sắm đồ xấu. Và cũng từ đó ông thầy bị nhiễm chứng cứng ngắc, không có ra được. Để kết thúc cái bài này, cái lộ trình thứ nhất này, thì người cư sĩ chúng tôi sẽ cái lộ trình mà để kết thúc cái lộ trình thứ nhất này của người cư sĩ, thì thầy sẽ tóm tắt lại toàn bộ cái bài thập thiện để kết luận cái buổi giảng hôm nay.
là chúng ta từ cái tu tứ vô lượng tâm, tứ chánh cần, rồi đến cái chánh niệm tỉnh giác định, cho đến cái định vô lậu. Thì đây là một cái sự đơn sơ, thô sơ, nhưng nó cũng có được cái phương pháp tu tập. Còn về cái phần sau này của lộ trình của người tu sĩ thì thầy sẽ dạy kỹ hơn về các cái pháp này. Vì ở đây là chúng ta sơ lược để cho cái người cư sĩ họ biết cách hành của họ một cách đơn giản, mà đạt được cái chất lượng của sự tu tập của họ, để cho họ tìm mọi cách mà họ dứt ra cái lộ trình thứ nhất để họ bước sang qua cái lộ trình thứ hai, hoàn toàn là phải trắng bạch như cái vỏ ốc, mà không có bị còn một cái sợi dây mà trói buộc họ nữa, để rồi đi vào một cái con đường giải thoát chân thật của đạo Phật, khép mình ở trong những cái khuôn khổ của giới luật của Phật sau này, để thực hiện được cái sự giải thoát hoàn toàn. Đây cái phần để kết luận của cái phần này, thì thầy của cái lộ trình này, thì thầy tiếp tục. Để kết luận cái phần cái lộ trình thứ nhất á, thì Phật đã dạy chúng ta đó, muốn thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Bây giờ chúng ta đã thông hiểu được cái lộ trình thứ nhất rồi đó, thì đó là chúng ta đã muốn thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Đó là cái giai đoạn của những người cư sĩ cũng như những người mà tỳ kheo hữu học, họ phải học, phải hiểu biết, họ phải thường quán xét dạng pháp, tâm họ phải rõ cái nguồn gốc vô minh, phá trừ những cái tư tưởng dính mắc chấp trước, hằng ngày tinh tấn tiến bước trên cái đường về nội tâm của mình để đập tan những cái màn vô minh đen tối. Cho nên để kết luận cái lộ trình thứ nhất này á, thì chúng ta như Phật đã dạy, cái điều kiện mà thứ nhất ở trong bốn cái điều kiện thì cái sự thông hiểu là phải thông hiểu thứ nhất. Thì bây giờ chúng ta đã thông hiểu thì phải thông hiểu, tức là phải là những bậc hữu học mới thông hiểu. Còn nếu mà chúng ta không có chịu học hành, không có chịu nghe, không có chịu hiểu thì làm sao mà chúng ta hiểu? Cho nên ở đây qua một cái giai đoạn mà quý thầy đã được nghe thầy giảng đó, thì đó là cái chỗ mà thông hiểu, để cho quý thầy rõ cái sự thông hiểu tất cả cái điều kiện mà chúng ta cần phải thông hiểu trên con đường tu tập, cái lộ trình mà chúng ta phải tu tập. Cho nên khi mà thông hiểu như vậy đó là chúng ta đã đập tan cái màn vô minh đen tối mà từ lâu nó đang phủ dày ở trong tâm tư của chúng ta. Quý thầy hãy lấy thập thiện mà làm vũ khí. Bây giờ thầy mới kết luận về cái, bởi vì cái lộ trình của người cư sĩ là phải lấy thập thiện mà làm cái điều kiện mà chiến đấu lại với những cái sự si mê của mình. Cho nên ở đây quý thầy phải lấy thập thiện mà làm vũ khí phá trừ si mê, sẽ thành tựu được 10 cái công đức mà kinh thập thiện đã dạy, tức là kinh 10 điều lành đã dạy. Một là không si mê, được ý vui chân thiện. Nghĩa là mình phải lấy thập thiện mình tu tập đó, thì mình không có si mê cái ý vui mà thiếu cái sự mà thiện ở trong đó. Nghĩa là bây giờ mình làm một điều ác mà mình vui theo, đó là nó không đúng. Cho nên mình phải lấy một cái sự vui chân thiện mà không có được si mê ở trong cái điều ác, mà phải vui theo cái sự thật sự thiện, chứ không phải là cái vui theo cái sự ác. Bởi vì thầy có phân tích cho quý thầy thông rõ đó, nó có hai cái nó có bốn cái hỷ lạc của cái ác pháp, mà nó có bốn cái hỷ lạc của pháp xuất thế, tức là nó có những cái vui mà cái vui nó là cái vui ác, còn cái vui của đạo, cái vui mà vượt ra nó là thiện. Cho nên ở đây nó ly tất cả các pháp ác thì nó là có cái vui của các pháp ác, cái ly của các pháp ác, mà cái vui của các pháp ác nó có cái vui đó. Cho nên chúng ta làm chấp, vì vậy mà chúng ta lấy thập thiện mà kê vào, để chúng ta thấy biết được cái vui nào chân thật mà cái vui nào không chân thật. Cho nên ở đây cái thứ nhất là chúng ta không được si mê theo những cái vui của ác pháp, mà hãy vui theo cái chân pháp, cái sự thiện pháp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người cư sĩ phải tin sâu nhân quả. Mình phải tin ở cái nhân quả, bởi vì nhân quả nó sẽ là trở thành một cái nghiệp, mà nghiệp thì nó trở thành một cái nơi mà nó sản sinh ra mình, rồi cũng từ cái nhân quả đó mình mới tạo ra những cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó đó mình, khi mà sản sinh ra mình rồi mình tạo ra cái nghiệp, thì tức là mình bỏ cái thân này mình cũng trở về nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó nó lại sản sinh ra mình nữa. Đó là mình đi trong cái lầm vòng của nhân quả mà mình không biết.
Nó là mình tin theo nhân quả để cho mình thực hành cho đúng cái nhân thiện mà không làm cái nhân ác. Ba, tin sâu cái ba ngôi Tam Bảo, bởi vì Phật Pháp Tăng á là cái nơi mà chúng ta phải nương tựa để chúng ta thoát ra khỏi cái nhân quả. Mà nếu mà chúng ta không có nương tựa tin sâu ba cái ngôi Tam Bảo này thì chúng ta khó mà thoát ra nhân quả. Vì ba ngôi Tam Bảo này đều đặt ở trên cái nền tảng của nhân quả. Cho nên cái hành động của Phật Pháp và các vị Tăng á, là cái hành động không có ác pháp, cái nhân lành, không có cái nhân ác ở trong đó. Vì vậy mà chúng ta tin sâu ba ngôi nhân quả, tức là chúng ta đã thực hiện được cái nhân quả tốt, không phải là cái nhân quả xấu. Nói thì ở đây á, thứ nhất là chúng ta tin nhân quả rồi. Thứ hai, chúng ta tin ba ngôi nhân quả, tức là những cái người mà những cái pháp mà dạy chúng ta thoát ra nhân quả. Những cái người đã sống vượt thoát ra nhân quả, đó là Phật, là Tăng. Và những cái pháp mà dạy chúng ta để vượt thoát ra nhân quả, đó là pháp. Bốn, tâm được chánh kiến. Nghĩa là khi mà chúng ta dùng cái thập thiện á, mà chúng ta dùng nó làm vũ khí á, thì chúng ta sẽ có 10 cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, là vui theo cái sự thiện, tin sâu nhân quả, tin sâu ba ngôi Tam Bảo. Tâm thì nếu mà chúng ta tin sâu ba ngôi Tam Bảo thì lúc nào chúng ta cũng thấy cái đúng chứ không còn cái thấy cái sai nữa. Bởi vì tin nhân quả rồi tin ba ngôi Tam Bảo thì những cái gì mà ở trong ba ngôi Tam Bảo này dạy thì đó là những cái chính kiến của chúng ta. Năm, không đọa ba đường ác. Nghĩa là cái người mà có chính kiến rồi thì lúc bây giờ ba cái đường ác họ không có rơi vào trong đó. Còn nếu chưa có chính kiến thì lúc thì sân, lúc thì phiền não, lúc thì làm cái điều này, lúc làm cái điều là tạo cho chúng ta có những cái đau khổ liên tục ở trong cái hiện tại, chứ không phải là ba đường ác là chờ chúng ta để chết đi rồi mới đọa xuống địa ngục mới là gọi là ba đường ác. Trong cái cuộc sống hiện tại chúng ta nó đã có ba đường ác ở trong đó rõ ràng. Cho nên vì vậy mà khi mà tâm được chánh kiến rồi thì chúng ta đoạn dứt được ba cái đường ác này. Và khi mà cái ba cái đường ác này nó không có thì cái phước huệ của chúng ta không lường được. Nghĩa là cuộc sống của chúng ta hạnh phúc vô cùng là nó rất là an vui. Bảy, thấu rõ đường tà, tiến vào đường chánh. Lúc bây giờ chúng ta thấy rõ đường nào là tà, đường nào chánh, chúng ta thấy rõ. Vì vậy mà trên con đường chúng ta tiến tới nó thuộc về nhân lành chứ không bao giờ có nhân ác ở trong đó. Tám, xả ngã diệt tâm, chuyển bất thiện ác, chuyển hết nghiệp ác. Nghĩa là lúc bây giờ cái tâm chúng ta lần lượt nó mới xả được cái ngã, nó diệt được cái tâm ham muốn của chúng ta. Nó chuyển được hết các nghiệp ác. Nghĩa là tất cả những cái nghiệp ác từ lâu mà chúng ta đã tích trữ, mà khi mà chúng ta chưa có biết được Phật Pháp đó, chưa có biết nhân quả đó, chúng ta đã có những cái nhân ác nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta ở trong cái nhân ác đó, mà nó tạo thành cái quả chúng ta hiện bây giờ chúng ta đang ôm ấp những cái quả đó đó. Thì khi mà tới khi mà rõ được thấu suốt cái này thì chúng ta chuyển được cái xả được cái ngã, diệt được cái tâm, thì chuyển được tất cả những cái nghiệp ác, cái quả ác ở trong cái cuộc đời chúng ta đang nhận, đang thọ lãnh đó, nó chuyển sạch ra hết, làm cho chúng ta không còn khổ đau nữa. Mặc dù đứng trước cái mọi cảnh nào, mọi cái tình huống nào, chúng ta cũng không còn khổ nữa. Chính luôn luôn trụ chánh kiến, lúc nào chúng ta cũng ở trong cái sự cái hiểu biết, luôn luôn lúc nào cái hiểu biết của chúng ta cũng chân chính, chứ không phải bị chấp cái này, chấp cái kia, cái nọ. Và cái cuộc sống của cái người này á, thứ 10 là cuộc sống người này không còn bị tai nạn nữa. Nghĩa là thay vì người ta bị nhân quả thì người ta sẽ gặp tai nạn này, tai nạn khác, hay là hoặc chuyện này hoặc chuyện khác, thậm chí như bệnh tật. Thì đó là những cái mà có thể nói đến là làm cho con người đau khổ đó. Thì cái người mà người ta thực hiện được, người ta lấy 10 cái điều lành này mà người ta làm vũ khí để người ta chiến thắng á, thì người ta có được những cái 10 cái điều lợi như vậy đó. Thì cuộc đời của người ta kể từ đây người ta chuyển hóa được cái nhân quả, chuyển hóa được cái nghiệp ác của người ta. Thì do đó trước những cái hoàn cảnh nào, trước những cái đối tượng nào, thì những cái tai họa, tai nạn mà xảy đến họ hoàn toàn họ vượt ra được hết, không bao giờ mà còn có một cái gì mà bủa dây làm cho họ khổ sở trong tâm hồn của họ được. Thậm chí như cái bệnh họ đau nhất đến mà có thể nói rằng cái sức tận cùng chịu đựng của thân họ, họ cũng vẫn thản nhiên, bởi vì họ đã thực hiện được đúng thập thiện, cho nên họ thấy hoàn toàn tâm họ bất động trước những cái đau khổ nhất của cái thân của họ, họ vẫn thản nhiên. Cho nên họ thoát khỏi tai nạn là như vậy, họ chuyển hóa được cái nghiệp ác của họ, cái quả ác của họ, cho nên họ không còn thấy đau khổ nữa. Người tu thập thiện thường chế ngự lòng buông lung phóng dật,
bỏ các nghiệp dữ, thành tựu các nghiệp lành, chuyển đời khổ đau bất an bất tại nguyện thành đời sống an vui hạnh phúc, mọi việc đều được toại nguyện như ý, đời sống luôn thuận theo chánh đạo. Tu thập thiện chỉ có người trí mới có ý thức hiểu được sự lợi ích của nó đối với cuộc sống. Tâm thường quyết thực hành, sống cho bằng được. Nhờ có quyết tâm sống đúng, người điều lành, chúng ta mới chuyển được kiếp sống địa ngục lầm than đầy khổ đau phiền muộn biến thành cảnh thiên đàng an lạc hạnh phúc an vui. Nói thì nội có thập thiện không á, thì quý thầy đã thấy rằng thập thiện nó thuộc về nhân quả, cho nên nó nhân quả thiện thì tức là cái nhân quả ác nó sẽ bị diệt đi, mà nó diệt đi thì nó đem lại cái đời sống an lạc hạnh phúc cho con người. Do thế cái điều kiện mà quan trọng cho cái con người ở trên cái hành tinh này á, là cái điều kiện là phải họ phải thực hiện những cái điều lành từ cái bàn tay, cái khối óc, cái hành động của họ, cái miệng của họ mà thực. Họ cũng đem lại cái sự đau khổ, cái sự bất an, cái sự bất tội nguyện cho họ. Và chính cái chỗ này, cho nên đó là cái vấn đề trọng đại của Đạo Phật. Chứ không phải cái sự trọng đại của Đạo Phật là chúng ta ngồi thiền nhập định làm chủ sự sống chết, chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Cái đó là cái thiểu số, cái đó là cái số ít, cái số là cái số ít người. Còn cái chỗ mà thập thiện này á, là cái chỗ đông người, mọi người làm được, đem lại một cái hạnh phúc cho mọi người an vui thanh bình, đem lại cho một cái xã hội có trật tự, cho con người biết thương nhau, cho con người không xa lìa với nhau, đem lại cho con người sống chan hòa một tình thương phủ trùm bên nhau. Đó là thập thiện đó. Vì vậy mà cho nên cái lộ trình thứ nhất này á, mà quý thầy đã thấy á, là cái người mà theo Đạo Phật á, người ta phải thực hiện tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Để làm gì? Để thực hiện cái tình thương chan hòa với nhau, để xây dựng một cái đời sống biết thương nhau, biết giúp đỡ nhau, biết an ủi nhau. Vì con người sinh ra là do nhân quả, cho nên nhân quả là phải có sự khổ đau. Mà đã thực hiện được tâm từ bi hỷ xả thì do đó nó mới hết khổ đau, con người mới chấm dứt sự khổ đau. Cái mục đích đó là cái mục đích chính của Đạo Phật, để đem lại sự thoát khổ cho con người, chứ không phải cái mục đích mà nhắm vào cái chỗ mà tu tập cao siêu đến cái mức độ mà có dùng tứ như ý túc, là biến hóa thần thông phép tắc, không phải là mục đích đó đâu. Mà cái chính là cái của Đạo Phật á, là cái chỗ thập thiện này, là cái chỗ nhân quả lành này, chứ không phải là nhân quả ác. Muốn hưởng được phước báo trời người thì hãy dứt trừ, từ bỏ, xa lìa, diễn ly 10 nghiệp ác, 10 điều dữ đó. Hằng ngày trao dồi tu tập 10 điều lành, cứ mỗi lần bỏ xuống một nghiệp ác thì ngay đó nghiệp lành hiện ra. Thiện nghiệp càng nhiều, thân tâm càng được thanh thản, an vui, sống không biết khổ, không biết khổ đau, không biết chán chường, biết được sự lợi ích và quả giải thoát lớn cho kiếp sống con người và xã hội. Người cư sĩ phải quyết tâm nỗ lực thực hiện bằng mọi cách để sống đúng 10 điều lành mà Đức Phật đã đem hết tâm huyết mình truyền lại cho đời sau, để người đời, để con người trong cuộc sống được an vui hạnh phúc bên nhau. Kinh thập thiện dạy cứ tiếp tục mãi xây dựng trên đường, xây dựng tư tưởng và cuộc sống toàn thập thiện, không còn một chút thập ác, thì sẽ được 4 ưu điểm trong cuộc sống. 1. Thân tâm thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc, thường hiển lộ một niềm vui bất tận. Đó là cái thứ nhất của cái lợi ích của thập thiện đó. Nó làm cho thân tâm của mình nó nhẹ nhàng, thanh thản, tâm hồn lúc nào cũng an vui, với cái sự an vui của 10 cái điều lành. Hành động thân khẩu ý biểu lộ đầy đủ đạo đức, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Lòng hiếu sát, hung hăng xưa kia biến mất, lòng từ bi bác ái hiện rõ. Đối với người khác và loài vật đều thương. Thường lấy câu
lấy ân trả quán, thì quán sẽ trở thành ân nghĩa và thương yêu nhau. 2. Tâm không còn giận hờn, thì dù quán dù bất cứ sự việc gì cũng tiêu tan. Con người đối với con người không còn sự đấu tranh giết hại lẫn nhau, chỉ còn một lòng tương thân tương ái. Xã hội con người không còn biết ghét nhau giận nhau, chỉ có một lòng thương yêu duy nhất. Chúng ta hôm nay có đủ duyên lành mới được nghe lời thuyết giảng dạy của Đức Phật để thân hiểu và trao dồi và dứt bỏ, để tu tập thập thiện. Pháp môn thập thiện rất cụ thể, thực tế, có thứ lớp, trong khi thực hành rất khoa học, để cho mọi người dễ dàng thực tập sống đúng thập thiện, đạt được cuộc sống hạnh phúc an lạc đầy đủ. Đã quyết tâm tiến bước trên đường về đất Phật, nếu không khởi hành bằng đường thập thiện thì đừng mong đến xứ Phật được. Ba đời chư Phật và các bậc thánh hiền thoát vòng sanh tử, chứng quả vô thượng bồ đề, sống và tu tập đúng thập thiện. Các ngài lấy thập thiện làm nền tảng vững chắc để xây dựng ngôi nhà thiền định của mình. Thập thiện có công năng giúp ta ngăn ngừa các hành vi độc ác thân khẩu ý của mình, nhờ thế tất cả hoàn cảnh đều được yên vui, an lành và hạnh phúc. Thập thiện giúp cho ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta lần lần tiêu tội và được thanh tịnh. Nhờ thân khẩu ý thanh tịnh, thân tâm chúng ta mới thanh tịnh. Nhờ thân tâm thanh tịnh, chúng ta mới tịnh chỉ các hành trong thân. Nhờ tịnh chỉ các hành trong thân, chúng ta nhờ nhập định chúng ta mới khai triển trí tuệ tâm minh. Nhờ tâm minh chúng ta mới diệt sạch lậu hoặc. Nhờ diệt sạch lậu hoặc chúng ta mới làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Người biết tu thập thiện và sống đúng thập thiện là người đầy đủ hạnh phúc nhất trần gian. Nhờ tu thập thiện, giảng pháp không còn là chướng ngại của tâm, thì sự đau khổ phiền não đoạn dứt, thân tâm thường được an ổn, thanh thoảng, đời sống hạnh phúc và phước báo rõ ràng. Thập thiện là cái nhân đoạn dứt ba đường ác khổ trong thân tâm. Tuy ta còn ở cõi ta bà, nhưng cuộc sống của chúng ta như ở cõi trời, cõi thiên đàng. Thông hiểu rõ sự lợi ích lớn của pháp môn này, chúng tôi thành tâm khuyến khích mọi người, cư sĩ cũng như tu sĩ, đừng thấy pháp môn thập thiện chê nó là pháp môn thấp bé, cho nó là những người ngu mới tu hành pháp này. Hiểu như vậy rất là lầm lạc. Thập thiện là pháp môn tu tập rèn luyện đạo đức nhân quả, cho mỗi con người trở thành tốt đẹp và xây dựng xã hội thanh bình an lạc. Vì vậy, trước tiên quý vị phải tu tập thập thiện. Đừng ngồi thiền như cây, như đá, chẳng ích gì cho mình, cho người, cho xã hội. Ngồi thiền riết không thành Phật, mà thành cốc. Hễ ai đụng tới thì tham sân si mạn nghi nổi lên ầm ầm như sóng bùa. Hỏi ra một chút thì chướng tâm, ngại ý, luôn luôn tâm hồn bất tội nguyện, sống trong cảnh nào cũng bất an. Thì quý thầy thấy có nhiều người tu thiền rồi cứ dính mắc cảnh này cảnh kia. Bây giờ trong cảnh này xe cộ rần rần,
nhà máy đồ chạy chạy xình xịch như vậy đó, thì cảnh này tu không được đâu. Tôi đi tìm rừng rú à, không có tiếng động à, tôi mới tu được. Đó là mình bất an, bất tội nguyện ở trong cái trước cái cảnh của mình rồi. Mà tu thiền thì đâu có động tâm như vậy. Cho nên cái người mà thực hiện thập thiện, người ta không có động tâm cái điều đó đâu. Cho nên lúc bây giờ người ta thực hiện thiền định, ở cảnh nào người ta tu cũng tốt hết. Còn mình á thì cứ lo cái tìm cái cảnh yên tĩnh để mà tu thiền định, nhưng mà cuối cùng á thì đụng cảnh nào cũng bị động hết, không có cảnh nào mà cảnh mà gọi là tỏa nguyện cho mình. Tu như vậy không giải thoát, mà địa ngục mở cửa đón chờ quỷ sứ hầu hạ. Thập thiện là đường lối, là pháp môn rèn luyện con người sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, không làm rối loạn xã hội, đem lại sự an vui cho người, cho mình, cho xã hội. Vậy quý thầy cần phải siêng năng tu tập và rèn luyện thân tâm mình trong pháp môn thập thiện này. Nó là pháp môn rất quý báu ở thời đại, trong thế gian hiện đại của chúng ta. Để kết thúc cái giai đoạn tu thập thiện bằng một bài kệ: phàm con người ở đời, đây là cái bài kệ đây, phàm con người ở đời búa rìu từ trong miệng, sở dĩ giết chết mình là do lời nói độc. Người đáng chê thì khen, người đáng khen thì chê. Đây thuộc nghiệp ác khẩu. Mà thân chịu hành khổ. Đó là cái bài kệ trong cái kinh thập thiện á. Khi mà đến kết luận cái của bài thập thiện á, thì thầy rút ra một cái bài kệ ở trong cái tất cả những cái kệ ngôn của Phật, mà nói về cái những cái điều mà làm ác của mình, thì Phật lại lấy cái lời nói của chúng ta mà cho nó là, bởi vì ở trong thập thiện á thì về cái hành động của khẩu á, nó có bốn cái hành động ác của ác khẩu lận, chứ không phải một. Mà về thân thì nó có ba, mà về ý có ba, mà về khẩu rất nhiều. Cho nên Phật mới nhắm vào cái chỗ khẩu nghiệp mà tạo cho con người ta đau khổ nhiều nhất là cái khẩu nghiệp. Nói ra thì có chuyện này, nói ra có chuyện kia đó. Cho nên ở đây cái bài kệ đó, Đức Phật lấy từ cái chỗ khẩu nghiệp mà nói ra để chúng ta biết rằng chúng ta khổ sở là do cái nghiệp khẩu của chúng ta rất nhiều. Phàm có người ở đời búa rìu từ trong miệng. Đức Phật nói cái lời nói của mình như búa rìu đó. Sở dĩ giết chết mình, nó giết mình chết, mà nó giết người khác nữa chứ không phải là nó giết mình đâu, là do lời nói độc. Người đáng chê thì khen, người đáng khen thì chê. Đây thuộc nghiệp ác khẩu mà thân chịu hành khổ. Nó chỉ lấy cái thập thiện mà lấy cái về cái khẩu nghiệp, về cái bốn cái điều thiện của bốn cái điều ác của cái miệng mà tạo con người quá khổ, mất hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Cho nên kế tiếp thì Phật có đem ví dụ dùng chú thuật đạt lợi, tội ấy cũng còn nhẹ. Nghĩa là mình dùng bùa chú mình làm để mình lấy của người ta đó, thì Đức Phật xem như là cái tội nó còn nhẹ hơn là cái tội mà mình dùng cái khẩu ác khẩu của mình đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Đức Phật cũng đem cái so sánh nữa: nếu lấy kinh điển Phật hiểu không thấu nghĩa lý, thành quỷ bán thánh hiền, tội ấy rất là nặng. Nếu mà đem cái kinh điển của Phật mình dạy cứ thiền định không đó, thì tức là người ta không có hiểu được cái nghĩa lý của những cái điều mà tạo ra những cái đau khổ cho con người như thế này á, thì đó là mình phỉ báng Phật pháp rồi. Cho nên hầu như người ta cứ lấy kinh điển Phật á, mà người ta cứ lo tu thiền, mà người ta không có tu thiện. Cho nên từ đó mà con người khổ vẫn hoàn khổ. Cho nên đó là chỗ cái bài kệ này Đức Phật đem chúng ta thấy để chúng ta nhận cho rõ. Nếu lấy kinh điển Phật không hiểu thấu nghĩa lý, tức là mình không hiểu, cho nên mình lấy nó để mình tu thiền, mà mình không thấy được cái thập thiện, vì vậy nó thành ra quỷ bán Phật pháp đó. Bởi vì cái bài kệ này nó liên tục để Đức Phật thấy cái chỗ mà chúng ta hiểu sai, mà không hiểu thập thiện, mà lại hiểu về thiền định, hiểu về bốn thiền, tám định, hay hoặc là tam minh, mà không hiểu được cái chỗ mà căn bản nhất của cái đạo Phật, mà lợi ích nhất của đạo Phật đối với cái con người. Bởi vì đạo Phật nhằm ra đời là để giải quyết cái nỗi khổ của con người, chứ đâu phải giải quyết tâm minh, đâu phải giải quyết cái sự vi diệu thần thông phép tắc đâu. Đâu có giúp con người làm cái chuyện đó, mà giúp cho người thoát cảnh khổ, biết thương nhau, biết đùm bọc nhau, để biết xoa dịu những cái sự khổ của cái nhân quả nghiệp báo mà mỗi con người đều
đã có mang theo nó ở trong thân tâm của mình rồi. Cho nên ở đây mà hiểu kinh điển của Phật rất tiểu, mà cứ biết thiền biết định nó không á, thì cái đó là cái hiểu sai, cái đó thành quỷ bán Phật pháp, cái tội đó rất nặng. Cho nên chúng ta phải trở về với cái thập thiện thì chúng ta mới hiểu đúng Phật pháp, mà không trở về với thập thiện thì chúng ta hiểu sai Phật pháp. À đây cái bài kế nữa, à, Đức Phật cũng nhấn mạnh cái chỗ này để chúng ta thấy, nếu lấy kinh điển Phật không thấu hiểu nghĩa lý, không thực hành viên mãn, lại đem dạy người khác thành quỷ bán thánh hiền, tội ấy còn nặng hơn. Đó. Bây giờ mình thực hiện thập thiện chưa được nè, mình còn làm, mình chạy theo ham muốn, mình còn làm những cái điều ác bằng những cách này, bằng những cách khác. Thế mà mình thực hiện chưa xong, rồi mình đem mình dạy người khác người ta cũng thực hiện chưa xong. Đó là mình phỉ báng Phật pháp. Thay vì kinh điển của Phật đem ra dạy người để cho người ta được cái hạnh phúc an vui, được cái sự thương yêu nhau, thì cái đó là cái đúng. Mà bây giờ người ta không thương nhau, mà người ta theo đạo Phật, mà người ta dài xéo lên nhau bằng cách này bằng cách khác, thì thử nghĩ cái đạo Phật bây giờ là cái đạo cứu khổ, mà giờ cứu ai đâu giờ? Càng ngày họ càng học Phật pháp, họ lại càng quên quang nữa, thì cái điều đó là cái điều càng lúc càng sai. Và cái người mà không hiểu Phật pháp, đem kinh điển của Phật pháp dạy như vậy đó, thì cái người đó phải thọ lấy những cái tội còn nặng hơn. Đó, kết thúc cái bài kinh mà cái lộ trình thứ nhất tu tập về thập thiện, 10 cái điều lành để dứt trừ 10 cái điều ác, là cái lộ trình thứ nhất để chúng ta biết được cái đúng của đạo Phật. Mà chính cái chỗ này là cái mục đích của đạo Phật, muốn đem cái giáo pháp này để giúp cho đời thoát khổ, chứ không phải để giúp cho chúng ta có những cái thiền định cao siêu, làm chủ cái sống chết, để làm cho người ta thấy cái ông đó nhập định không có thở nữa, hay hoặc là biến ra nhiều thân, hay hoặc là quá lửa quá hào quang. Cái điều đó là không phải cái chỗ có mục đích của đạo Phật đâu. Cũng như không phải là ngồi đó mà thực hiện tam minh, nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của mình, gọi là cái đó hay đâu. Cái chính của đạo Phật là cái chỗ làm sao cho con người ở trên thế gian này, trên hành tinh này là không còn khổ nữa, cuộc sống không có cần mà thánh thiện gì hết, mà chỉ biết thương nhau, chỉ đừng có làm khổ nữa. Mà chính những cái bàn tay con ốc của họ, họ hành đúng cái ba cái hành động thân khẩu ý của họ toàn là thiện, thì họ sẽ gặt được cái quả tốt của đời sống của họ, từng đó họ chấm dứt được sự cái đau khổ chính bàn tay của họ. Cho nên Phật gọi là từ thấp đuốc lên mà đi, đi ở trong con đường thiện để cứu lấy mình, chứ đâu phải đi trên con đường thiền định để mà cứu có mình à. Bây giờ thầy nhập định được, thử hỏi bây giờ quý thầy bây giờ muốn chết như thầy được không, mà thầy có làm gì cho quý thầy chết được không? Có đâu được. Thầy bảo hơi thở thầy ngưng, còn quý thầy thầy nói bảo mà thầy bảo giùm cho các thầy bảo hơi thở của các thầy ngưng, có ngưng được không? Thầy chỉ ngưng của mình thầy à, còn bao nhiêu người đó muốn chết không có được. Bây giờ nó gần dở chết dở sống, đau khổ gần chết mà bảo ngưng hoài ngưng được, thầy đâu có bảo được, thầy chỉ có bảo mình thầy, thì cái đó là cái ích kỷ của thầy, chứ không phải là cái thực hiện tốt đâu. Còn cái thập thiện á là cái chúng ta đem lại cái nguồn hạnh phúc chung cho mọi người, mà cái đó cái dễ đâu có phải là cái khó. Bởi vì chúng ta biết cái ác thì chúng ta đừng làm, chúng ta biết cái thiện thì chúng ta làm, thì cái điều đó là cái điều đem đến hạnh phúc cho mọi người. Và cái tầm dốc của con người nào cũng có thực hiện được hết, không có người nào mà làm không được. Một trẻ con bây giờ 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, bảo nó đừng có giết mấy con kiến đi, những con vật đó nó biết đau lắm, con đừng có giết nó. Những cái đứa trẻ nó nghe vậy nó thấy nó không bao giờ nó giết đâu. Cái chuyện đó con nít làm được mà, nó vẫn tu được mà, đâu có chuyện mà khó đâu. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta dạy nó, từ đó nó không giết hại chúng sanh, nó không làm đau khổ chúng sanh, thì cái hành động đó nó sẽ đem lại cho nó sau này nó không có được cái quả, nó không có cái quả khổ đối với cái hành động của nó làm tốt. Nó thì tự nó đã làm, chứ mình đâu có làm cho nó được đâu. Nó không giết hại thì nó không khổ, mà nó giết hại thì nó phải chịu lấy cái thọ khổ đó. Đó là những điều mà hôm nay nó thực tế và cụ thể như vậy, thì con nít bây giờ 5 tuổi, 10 tuổi nó vẫn tu tập được theo đạo Phật, mà nó đem lại cái hạnh phúc cho nó sau này. Đâu có gì mà khó đâu, thập thiện thầy nói không khó đâu. Chứ không phải là ngồi thiền hít thở như chúng ta bằng cách này cái khác thì nít làm được. Hay hoặc là bảo ngưng hơi thở thế này thế khác thì nó làm được, chứ bảo nó đừng giết chúng sanh, đi coi chừng đừng đạp kiến đồ nó thì có thể nó làm được. À, mà nó làm được cái tâm nó, từng đó nó biết thương tất cả chúng sanh thì nó phải thương tất cả mọi người khác. Từng đó chúng ta tập luyện nó, mà những hành động hàng ngày nó làm như vậy thì nó quân lại những cái điều đó, thì cái đời nó không có còn khổ nữa. Chính cái đó là cái tốt của nó. Trước khi bước vào đạo lộ thứ hai và tiếp tục bài học giới luật đã qua, thầy đã giới thiệu với quý thầy một sơ đồ của đạo lộ thứ hai này, để chuẩn bị hành trang cho người tu sĩ khi bước chân vào lộ trình này không còn ngỡ ngàng. Từ giới luật đến thiền định
và trí tuệ vô lậu. Lý pháp và hành pháp thường ứng dụng liên tục, có thấp, có cao, có dễ, có khó, chỉ còn tùy ở người tu sĩ, tức là hành giả, có nhiệt tâm, có tinh cần siêng năng tu tập đúng thì kết quả rất là nhanh chóng. Phần thứ nhất của người tu sĩ phải sẵn sàng trang bị buông xả cho thật sạch, nghĩa là cái phần mà thứ nhất này, khi mà bước vào cái đạo lộ thứ nhất này thì cái người mà tu sĩ mà bước vào cái đạo lộ mà của người tu sĩ thì tức là phải sẵn sàng buông sạch thật sạch, chứ không còn có để một dính mắc nào nọ, thì chúng ta mới tu có kết quả rất lớn. Còn nếu mà không có sẵn sàng buông sạch, nó còn dính một chút xíu gì ở thế gian, dù là một cái vật chất rất nhỏ đi, nó cũng khó cho chúng ta tiến bước ở trên con đường mà cái lộ trình thứ hai này được. Một, đây là những cái lời mà của Đức Phật đã cân nhắc cho cái sự bước vào cái lộ trình thứ hai, để chúng ta chuẩn bị cho cái tinh thần mình vững chắc để thấy cuộc đời của người tu sĩ như thế nào. Cho nên Đức Phật có nêu lên nhiều cái điều kiện để chúng ta bước vào cái lộ trình thứ hai. Một, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ mong cầu cất chứa nhiều y phục và đồ ăn uống. Đó là cái thứ nhất mà ông Phật đã nhắc nhở cái người tu sĩ bước chân vào là trở thành một vị tỳ kheo đó, thì không có được cất chứa nhiều y phục và đồ ăn uống. Đó là cái thứ nhất ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cái thứ hai, trong giáo pháp ta không có người tu sĩ kinh doanh buôn bán hoặc gieo trồng các loại cây. Đó là cái vấn đề mà phải xác định đạo Phật. Đây là những cái bài kinh mà Đức Phật xác định cái con đường mà của người tu sĩ phải làm. Đây là cái đạo lộ thứ hai rồi, chứ không phải là đạo lộ thứ nhất của người cư sĩ nữa đâu. Cho nên hoàn toàn là không có được kinh doanh buôn bán hoặc gieo trồng các loại cây, nghĩa là không có cấy lúa, không có trồng cây trồng này kia, tất cả những cái loại cây nào là cũng không có trồng hết. Nghĩa là cái người tu sĩ chỉ còn có cái chấp nhận là đi xin ăn thôi. Người ta cho ăn mà không cho thì đói, chứ còn không có trồng tỉa gì hết. Hoàn toàn là không có làm tất cả những công việc gì hết. Đây là cái giáo pháp của Phật đã dạy cho cái người tu sĩ, chứ không phải là thầy bịa ra đâu, mà đây là hẳn hoi là ở trong kinh điển chỉ dạy rất rõ ràng, đây là lời Phật dạy đó. Ba, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ dùng nhiều phương tiện cầu lợi dưỡng cho mình, dùng ngà voi và những loại báo khác để làm giường cao rộng lớn, gối êm nệm ấm, chăn ấm thiêu màu rực rỡ. Nghĩa là Đức Phật cái điều kiện thứ ba Đức Phật cấm dứt là không có cho dùng những cái phương tiện để mà làm cho mình có những cái vật báo như ngà voi hay là châu báo đó, không có được. Và cũng không có chấp nhận là cái người mà tu sĩ mà theo đạo Phật á nằm giường cao rộng lớn mà gối êm nệm ấm nào nệm mút rồi đó thì không có được, hoàn toàn là chấm dứt. Không có được mà chăn mền mà thiêu bông hoa rực rỡ bằng cách này bằng cách khác như người thế gian được, nghĩa là chấm dứt cái điều đó. Nó là chuẩn bị cho cái tư tưởng tinh thần của người tu sĩ. Chứ nếu không thì chúng ta lầm lạc lắm, chúng ta không hiểu. Mà những cái bài pháp này là nằm ở trong kinh A Hàm và kinh Nguyên Thủy rất là rõ ràng. Những cái lời dạy này không có luôn luôn lúc nào nó nhan nhản ở trước mắt của chúng ta, không thể nào mà chúng ta chối bỏ được. 4. Trong giáo pháp ta không có người tu sĩ hay trang sức thân mình tô thoa ướp bằng dầu thơm, tắm gội bằng nước thơm, hương bột rắc khắp mình, chải đầu với dầu thơm, mang tràng hoa đẹp, xoay gương thoa phấn, đi dài thiêu, mặc quần áo thuần một màu trắng, dao gậy luôn luôn đeo bên mình, đi có lọng tre, tay cầm quạt, sửa soạn xe cộ lộng lẫy. Đó là tất cả những cái mà Đức Phật đã chuẩn bị cho người tu sĩ mà theo đạo Phật á, thì đi đừng có cầm gậy ba con hoặc này kia chống, không có xách cái kiểu mà gậy gọc như vậy hoặc là dù hoặc này kia, nó không hoàn toàn là không có trang sức cho mình một cái gì, không có được dài dép hoặc là những cái loại mà làm cho mình đẹp, trang hoàng cho mình đẹp đẽ qua quần áo hoặc là gậy gọc hoặc là đeo theo mình bằng cái này cái kia. Ở đây lọng tre cũng không có nè, tay cầm quạt cũng không có nè. Mà vì vậy mà thầy ở đây những cái bài kinh này như vậy á, mà thầy thấy các nhà sư có quạt che đầu rồi có dù rồi có những cái này.